dữ lắm đó. Nó đã. Cái đó không nổi luôn. Thì có con cá lóc cái gì? Có con cá lóc. Nó dữ quá. Có con cá lóc lỡ ra. Con gì ạ? Ếch hả? Này. Chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Cái bữa nay gia đình mình đi vô trong nhà Hùng đi soi cả nhà, đi soi nay đi soi chim nữa. Đi soi bằng lá của hai chú nhóc này nè. Thì chuẩn bị xuống xuồng thì hai chú nhóc này chú Tính dắt đi bắn được chú ếch nè. Viên đầu tiên đó dùng dây. Do là bữa nay nước hơi nhiều. Chắc ở dưới sông chắc bữa nay mình không có ếch nên mình nghĩ là bữa nay chỉ đi săn chim thôi. Này chú Tính dắt đi trên ruộng vòng vòng sẽ kiếm được được chú. Thôi con đi rửa tay, cái tay sẽ đen thù lùi á, giơ tay cái. Sẽ dính gì á? Bùn hay vậy? Thôi đi xuống xuồng đi, tranh thủ xuống xuồng đi. Anh em mình phát hiện ra có hai cục. Chó sủa hơi nhiều quá. Nhìn nhông đặc luôn á. Đâu rồi tính mà dây dây bên nó nói ngoài sao? Phước không, nó nói ngoài chút. Nói rồi chút nữa. À kìa con nghe cái đèn chú Năm nè. Ờ chừng nào quay chứ. Đây rồi chứ nè. Con có cô mini cô sẻ. Rồi chú Năm đang gọi xịt ngay rồi đó. Ngay rồi đó. Con xịt ngay luôn rồi đó. Rồi bắn đi. Rồi còn con nữa tiếng. Còn con nó bay ra đây tiếng ơi. Tiếng qua đây tiếng. Tiếng. Cái này đừng. Lập con đó trước đây, con chắc ăn con đó đi. Lụm đi, bỏ lụm đi xuống đây nè. Ở chảnh luôn đi, dễ bắn hơn chứ làm chi. Con đứng cho nó thấy không? Ờ cho nó không thấy là tính này phức lá cây nó không thấy. Bây giờ đi. Đâu giờ lên coi. Nó còn sống hay. Rồi đừng từ từ thôi. Đâu? Nè, chú làm chỉ cho nè. Thấy cái đuôi nó không? Đâu rồi Tính? Đâu rồi, chỗ nào đâu rồi? Nó cái đuôi trắng này nè, nghe cái đèn nè. Đây nè, đó. Chưa từ từ nha, từ từ vị trí nè. Chưa từ từ nha, chú Năm chút xíu. Rồi, khoan. Chưa. Nó đừng có cãi, nó đó. Nó, đúng rồi đó, thấy chưa? Thấy chúng cái đuôi chưa? Chết. Không. Ỉa ăn cục luôn. Dính cái đuôi, tại cái lú cái đuôi ra nó bắn trúng cái đuôi không phải à? Ở nó bay vòng đây nè mấy, nó đâu qua trước á. Thế đi, bắn trúng cái đuôi không? Mấy con này chưa? Con đã hít sót rồi. Đây, cái nhà, là một hào chú cu. Thôi tới. Cái này mình đi lại mấy cái địa điểm cũ này nè. Đi trên mấy cái cục sậy này nè. Để coi cái vị trí này nè, có video rồi, cái nhà sẽ nhớ là mà anh em mình sẽ săn được chú quất khá là to vị trí này. Thịt cái khá là ngọt. Nó nằm trên mấy cục sậy nè. Hôm nay anh em mình sẽ đi lại để coi tại vì ở mấy cái này là mấy khu này nó nằm ở gần mấy cái ao nuôi á, mấy ao nuôi cho nên chim chóc rồi nó sẽ về nó ở cò đó, ở đừng nó ăn mấy cá con của mấy cái công ty á nha, cho nên nó có hoài à. Cho nên bắt lại có à. Từ từ. Nó nằm đó thấy không? Có thấy chưa? Rồi, tư thế thoải mái nha. Từ từ nha, bơi từ từ. Con mong chỉnh cái xuồng vô đúng vị trí của con đi. Vô trong đó.
bắn một con này rồi vòng 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 nó có thể là một bầy rồi đó. Trời ơi. Bay luôn. Gì đây ca? Đi chưa chưa qua chưa qua. Chết. Được, được, được. Chết. Được. Trời ơi. Mình vừa bấm xuống đây cả nhà thì nó lại máy nó giật. Đây, con thứ hai. Đây hai thành quả hai con. Trời ơi, vinh 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 luôn. Không phải, cá ếch đâu nhảy được dưới nước. Này đông to không phải. Nhớ đi coi. Ống không. Ừ, nó nhiều. Con này làm ống không ta? Con này làm ống. Ừ. Không ống rồi, chứ nó còn nhỏ nữa. Ôi ơi. Ôi ơi, chết luôn. Quá trời luôn, tính rồi. Dỡ ra, dỡ ra đi. Không được con. Dỡ dây đi, dỡ dây đi. Dỡ dỡ đi. Lại đây nè, tính hình nó lại đây coi ai là con. Tắt nước đi, tính tắt nước đi con, tắt nước rồi. Tắt nước rồi. Cái này bỏ đi con nào bị gỡ lo đi. Trời ơi, anh còn gỡ nữa kìa. Bẻ hả? Bẻ hả? Bỏ đi, bỏ đi con nói vũ đi đặt. Ừ, mình dế con này là câu cá rô lần bá cháy một chiếc. Ý, bá rồi. Bá luôn. Nước bá ra. Đây nha. Đây. Nó nặng chứ phần ba cá chết quá nhiều hết tính nhiều nó sẽ làm cho tí né né dữ lắm đó. Nó đã nó nổi thôi. Có con cá lóc cái gì, con cá lóc, con cá lóc gỡ ra, gỡ ra con cá lóc tính này cá chết ít mà. Thu quắc cái xuồng. Có con cá lóc cái gì thấy nó bay 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 bay. Anh nào anh làm dữ vậy? Cá cha. Con gỡ cọng dây không à? Con cá lóc nó tính theo nó. Nó cá lóc đó nha. Cái gô động đây cá. Ừ. Rồi, rồi đây, cái này. Trời ơi, không đổ dưới nó con. Rồi. Ừ, cái giò nhỏ nó thả ha tính. Tính. Nhỏ nó thả ha. Bắt về khô khô đi kia. Cú quất tuồng rồi. Cú quất tuồng con rồi. Cái Huy nó chà bá rồi. Cầm cái Huy lên nha. Bởi tí nữa. Đổ nước cái đây. Nó quay cái đầu nó luôn bây giờ. À. Nó quay cái đèn cho khác. Lấy cái đèn chụp. Ấy nó xảy chảy xong cái là rồi luôn. Đây chờ chụp chụp cái hình đó. Ê rồi đó. Ôi, xong mấy cái nhỏ mình thả bớt. Để về con cu để cá. Ừ. Rồi bơi vô đi. Ở đâu? Không. Bữa nay vô mắm nè. Quá trời cá luôn. Cá vui không ba? Hả? Cá vui không? Vui. Vui chứ. Không vui. Con không vui hả? Không vui. Chúng dọn chai cho ba không vui hả? Ừ. À. Cái nhà đây là có được chú cá lóc.
đừng cá lóc này nó bị mấy con cái rô mấy con kia làm tự lừa cho thích nè. Thấy không? Đi tới con nhà... dán này ơi. Thả đi. Quá trời đã luôn, tuyệt vời. Kia. Cái này chưa. Bảy con cái ngoài kia cái này đâu mà thăm. Là cái này không được có cá bự nữa. Thăm thăm thử coi con. Cá nói gì vậy? Dở lên coi. Con dở lên luôn đi, dở lên mạnh lắm. Ừ. Con gì vậy? Hầu lâu kiếm rồi. Cái nhà hai cũng bộ đây cả. Dở lên coi. Cá gì dữ vậy? Cá linh, cá lồng tông không vậy? Thánh thần là cá lồng tông không à? Cái hồng bự kìa. Cá bị bự, cá kinh kiến bự không vậy chứ hả? Mày biết đâu, muốn bắt thì bắt. Bắt gì chứ sao? Biết không? Sao? Trời ơi, quá trời luôn. Sao? Trời ơi, tính là tiếng lỗ tai bà gieo gieo luôn, ai biết con muốn làm. Này con nước lớn lên rồi tính nha. Con nước nó gồng á cho nên cá nó nhiều bay rồi con. Chết luôn rồi, còn là cá chết không. Không hư. Không lựa, bắt ra lựa, lựa con. Cái gì ra? Ừ, rồi đổ mặn. Đổ nới đẳng, đổ nới đẳng, đổ nới đẳng. Rồi, dở lên. Rồi, còn riêng cái này. Bước ly nắm bước đại ra. Bước mạnh á. Trời ơi. Trời ơi cái dến. Cái dến yêu quý đó. Quá trời cá nó chết luôn. Để mấy ngày không vô thăm nữa nhỉ. Cá chốt. Rồi bơi lên tính đây. Quá trời cá luôn. Thầy sống chụp lại cho nó đàng hoàng lại cho con mai mốt cũng có đồ ăn nè. Thầy sống đừng có lắc chiếc xuồng nữa. Sao có lắc gì đâu, kìa. Đây mình dính được con cá điều hồng khá là to. Cá phi cái được cá phi cũng bự. Ô được cái chú cá quá trời bự luôn. Bữa nay mình đi săn cũng lâu lắm rồi, anh em mình không có thăm nữa nha. Tính ra để lâu quá rồi, bỏ lâu quá. Nắng với phần mình nghĩ là không có, tay đi thăm mấy lần là không có nha. Bữa nay thấy, thằng đi săn rồi chẳng qua ghé qua dòm thử. Mấy cái cá ống bọng trong đó là của trên mấy khu của mấy cái hồ ao nuôi cá. Cho nên anh em mình đi bắt chim là nó nằm ở cặp. Trên cái con kênh này dài dài đây là toàn là ao nuôi không. Mà mình không bắn thì trên đó nó có những cái lưới dân ấy nha. Gạo, cò nó dướng vô đó. Rồi nó dướng cái mắt vô đó rồi cũng chả ai bắt, cũng để khô ráo này nọ luôn, không ai bắt. Anh em mình đi săn bằng đêm ở dưới đây, mình không săn người ta cũng bắt cũng gài dính. Cá này cái nhà đây không chắc mình nghĩ đây chứ cũng vài ký cá. Không hơi gì tới nhà mình thống kê, nhiều ít mình thống kê ở nhà mình xem ha. Tại vì giờ anh em quay về rồi, thấy cá nhiều quá để phía mặn cực á. Cho nên anh em về. Đi bữa nay chỉ được sẵn hai chú cù. Hai chú chim cù. Quay về nha. Được chú cá lóc cũng khá ngon. Nãy mình thấy có cá lóc rõ ràng. Đây. Cá lóc. Thú vị. Bữa nay đi chúng mọi nhiều. Đi không nhiều. Ờ. Thì nãy giờ chắc cũng hơn tiếng hả Tinh?
thôi, anh em mình quay về. Về tới nhà thì mình sẽ hốt lên là cá bao nhiêu thì mình sẽ thống kê kỹ cho cả nhà mình xem ha. Mấy con nhỏ nhỏ gì thì mình bỏ đi. Ôi có con chú cá chép nè, con này mới đúng là cá chép nè. Gì đó? Ờ, con này mới đúng cá chép con. Đâu con. Này con này mới đúng cá chép con nè. Tào lao. Cá chép nó mày nói gì vậy Tính? Thằng ngồi chiếc taxi của ông Táo đó nó. Tính nó nói đây là chiếc taxi của ông Táo thôi, mình thả chiếc taxi đi đi nha. Thế thôi mình về mình coi còn sót cái con nào đó thì mình thả nữa. Thì anh em mình bơi cũng gần gần tới cây cầu khỉ à. Kìa cái nhà. Sống chui vô kẹt rồi nè con. Ủa kẹt hả? Ừ chui vô kẹt rồi nè. Trời ơi. Trời ơi sao nước không nãy không có nước, giờ nước dữ vậy. Giờ không đã. Bỏ bớt đi. Nhỏ quá. Trời ơi cái rô rồi đó. Ốm nhất. Cái rô được vuông. Thả không Phước? Thả không đi. Ừ, ốm nhất rồi ha. Ừ. Nó bán lần mấy triệu. Ai? Thành bán bữa nay không làm bà bán hai ngày là ấy là được 50 triệu rồi đó. Hai lần 50 triệu. Thời cá luôn. Wow. Quá trời luôn, được hai con chim cô. Bỏ bớt, anh bỏ bớt nhiều lắm, anh bỏ cả con dữ lắm. Anh em về tới nhà Hùng rồi, tí vô đây nè con. Cho nên anh em mình không làm ẩm thực đó nha, kia quá. Đây nấu mấy gói mì ăn với Hùng rồi, xong rồi anh em mình về. Giờ này cũng nó ngày bữa nay cũng tranh thủ hơi sớm cho nên quay về sớm sợ tranh thủ về bằng cá cái nhà để hơi sình thôi. Cảm ơn các bạn nha, cảm ơn nhiều, cảm ơn đã theo dõi kênh của Công An Vlog, cảm ơn nhiều, bye bye các bạn, bye bye.